Rồi các bạn ơi, ngày đầu tiên chập chững bước vào đời là ngày 23 tháng 8 năm 1973, ngày đầu tiên đi nhập ngũ đây các bạn, đi nhận quần áo khoác lên mình bộ quần áo lính xong rồi đi chụp ảnh đây, tuổi chưa tròn 18 các bạn nhé. Quần áo lính, tóc tết sam, cái hồi đấy là bộ đội là hay tết sam đang quấn hai bên đây này, các bạn nhìn kỹ này đấy. Thế mà cũng 47 năm rồi các bạn ơi, nhanh quá, nhanh ơi là nhanh đấy, tuổi chưa tròn 18, ngày đầu tiên chập chững bước vào đời đây, tất cả công danh sự nghiệp sau này cũng ở đây đây. Mình duy nhất có hai kiểu ảnh các bạn ạ, rất là nhiều nhưng mà ở nhà là thất lạc đâu hết ấy, ảnh đi bộ đội ấy. Mình thì giữ được mấy kiểu là mình mang đi theo thì nó còn thôi. Đây mình chụp một cái đấy là cái ngồi, còn cái này là đứng này, đội mũ cối này, tất cả quần áo này là toàn của Trung Quốc trang bị hết các bạn ạ. Cái thời đấy ấy, tất cả quần áo rồi tăng võng rồi là giày dép rồi ăn uống là tất cả là của Trung Quốc trang bị đấy, quần áo lính đấy, đôi dép cao su, đôi dép Bác Hồ đấy các bạn. Đây là đời lính năm đồng áo rách không buồn khâu. Đấy các bạn nhìn nhé, đứng đấy trông ngây ngô tò te, gầy gò ngây ngô tò te. Đây các bạn sẽ nhìn cả. Trời ơi buồn cười lắm, nhìn buồn cười, nhìn hay nhỉ các bạn nhỉ. Trời ơi những kỷ niệm này không bao giờ có được, nếu mà đánh mất đi thì không bao giờ có được, thời gian nó coi là có quay lại cho mình đâu. Hay lắm. Đây đôi dép cao su này, sau này mình về các cái bộ quần áo của mình ấy, mình không biết giữ lại làm kỷ niệm các bạn ạ. Rồi mình để ở nhà thằng em mình nó mặc cái đi cày. Rách hết, bây giờ duy nhất còn mỗi cái mũ cối. Mũ cối thì mình khắc cả ngày tháng tên của mình vào đấy, nhưng mà mình cho thằng cháu nội, thằng con ông anh ấy, nó lấy nó giữ làm kỷ niệm, nó người ta trả nó mấy triệu không bán, mà cái mũ cối này của mình này, cái mũ cối này. Hay không, những cái này gọi là đáng giá đấy các bạn. Còn là khi mà mình hôm nay là chỉ có xem ảnh với lại xem mình viết nhật ký nhé, còn hôm khác thì mình sẽ tâm sự đời lính như thế nào. Khi mà mình đã đi vào trong Trường Sơn rồi mà mình được lên làm may đây mình các bạn này, một mình quản lý cái máy khâu này, máy khâu ngày xưa tốt lắm. Mình quản lý cái máy này, mình làm cho cả trung đoàn cả đơn vị luôn, mỗi mình đây. Và sau mình sẽ tâm sự là lý do mình làm như thế nào, nhưng hôm nay chỉ có xem ảnh nhé các bạn nhé. Ở cái nhà là cái ở bộ đội là toàn là cái xung quanh tường thì rơm ấy, mới lại bùn xong bắt đầu nháo rồi, thế là chát nhứng, người ta gọi là chát nhứng ấy, chát, người ta làm các cái phên xong bắt đầu chát vào là xung quanh tường, còn bên trên là lợp cỏ tranh, còn giường thì cũng đóng bằng bằng tre hết, cái chân đó là chôn xuống đất các bạn ạ. Và đây là mấy đồng nghiệp của mình đây, đồng nghiệp của mình đây mà bây giờ cái trong trong cái số này chả biết còn ai ai còn ai mất, mà mình nhớ lắm. Mà có lần mình đăng lên Facebook để mình tìm đồng đội nhưng mà chẳng có ai lên tiếng cả, buồn ghê ấy. À, 47 năm rồi đây các bạn, đố các bạn nhìn thấy mình đứng chỗ nào, bạn biết mình đứng chỗ nào không? Đây là ngày nghỉ cho nên là ăn mặc tự do, được ăn mặc tự do các bạn. Ở lính ấy là cái ngày cao điểm của phụ nữ ấy, là được phép ăn mặc tự do và được phép nghỉ. Các bạn đố các bạn biết mình chỗ nào? Nhớ lắm các bạn ạ, nhớ lắm. Nhanh thật, thì những kỷ niệm này không bao giờ quên mà làm sao có được các bạn. Mất đi thì thôi chứ làm sao mà đây đi đôi dép vào này. Nó có hai loại, loại đôi dép cao su với loại dép nhựa của Trung Quốc ấy, đẹp lắm. Hay trời ơi, nhật ký nhiều lắm nhưng mình sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài nhật ký này rất là hay nhé. Mình viết rất là hay, mà tại sao lúc ý tưởng viết hay thế nhỉ? Cũng lãng mạn ra phết đấy.
viết nhật ký rồi làm thơ. Thơ nhưng cũng có bài hay thì mình đọc, còn bài nào không hay mình không đọc đâu nha. Thơ hòn thơ phú những mùi à, cái gì thơ hòn thơ cục những mùi phân. Ngày xưa đấy, thơ hòn thơ cục những mùi phân, thơ nặng đôi vai nhẹ đũng quần. Mình vẫn nhớ đây nha các bạn này, các bạn mình đang ở trong Trường Sơn nhé, mình làm thơ gửi mẹ nhé. Nhớ mẹ, làm thơ gửi mẹ này. Thơ gửi mẹ: con tạm biệt mẹ ra đi tuổi chưa tròn 18, mẹ lo hoài con còn bé lắm con ơi. Thương mẹ quá nhưng đời ta tranh đấu, đảng dậy rồi mẹ thấu hiểu cho con. Ánh mắt sáng ngời mẹ cười trong ánh nắng, mẹ cứ nghĩ về con thuở bé bỏng trong nôi. Tuổi trắng trong nôi đẹp tuyệt vời. Cái gì trong nôi, trắng trong nôi như thế, lúc này còn trong nôi cái gì nữa. Mẹ đã hiểu cuộc đời là tranh đấu, thôi con ra đi lòng con son nung nấu. Nung nấu hay là lung nấu hả các bạn? Xây cuộc đời phấn đấu tốt mẹ vui, tháng năm qua lý tưởng tuyệt giờ sáng ngời. Nuôi con lớn đời con dâng tổ quốc, mẹ vui không con còn mong ước. Chiến đấu nhiều trên dải đất Trường Sơn, vắng hình con chắc mẹ sẽ buồn. Bước lại lại đến đẹp tâm hồn của mẹ. Cái gì đấy, cái gì mà mình không luận được, tự mình viết mà mình không luận được cái này. Cái gì ước cái lại đến đẹp tâm hồn của mẹ, biết hy sinh mẹ con ta nặng nặng lẽ hay nặng lẽ. Niềm vui toàn xóa sạch sẽ cho riêng, niềm vui toàn xóa sạch sẽ cho riêng. Kinh chưa, cũng biết thơ pháo nghe có vẻ đanh thép ra phết. Con phụ thờ cho kỷ lý tưởng thiêng liêng, lòng phấn khởi ghi tên ba tình nguyện. Hay chưa, lòng phấn khởi ghi tên ba tình nguyện, niềm vui cho giặt rào sóng biển. Đâu rồi, còn nữa không biết, nó lâu quá rồi mình cũng không nhớ. Trên dải đất này đời chinh chiến vinh quang, ở trên dải đất này đời chinh chiến vinh quang, tình thương con nhiều hơn cả cây ngàn. Ôi trời, hay chưa, tình yêu con nhiều hơn cả cây ngàn, trên tất cả muôn ngàn lần nhớ mẹ. Con dừng bút thư sau mẹ nhé, con viết nhiều san sẻ nỗi nhớ nhung. Đi sang xóm mẹ cũng đừng quên nhé, con gửi lời thăm tất cả bà con. Ôi trời, hay chưa, con còn ở đất Trường Sơn, thống nhất đất nước thì con mẹ về. Nhớ sao một sáng mùa hè, à, nhớ sao một tháng tháng mùa thu, tiễn con mẹ lại nghĩ về cái nôi. Trời ơi, hay thế, hình như là chắc là cái này mình sao lại chứ không phải là của mình viết ra hay sao ấy. Mình thấy nó hay mà ý nghĩa lắm ấy. Trời ơi, thư con viết nhiều san sẻ nỗi nhớ nhung. Con dừng bút thư sau mẹ nhé, con viết nhiều san sẻ nỗi nhớ nhung. Đi sang xóm mẹ cũng đừng quên nhé, con gửi lời thăm tất cả bà con còn ở đất Trường Sơn, thống nhất đất nước thì con mẹ về. Nhớ sao một sáng mùa thu, tiễn con mẹ lại nghĩ về cái nôi. Suối La La. Ký tên Suối La La. Trời ơi, thế mà 47 năm rồi các bạn ơi, mẹ mình không còn nữa, mình cũng già quá rồi, buồn ghê á. Mà nhật ký mình viết nhiều lắm nhưng mà nó ngang phè phè, mà nhiều cái viết nó buồn cười lắm, mình không đọc đâu. Cái nào nó hay hay thì mình đọc đi nha các bạn nha. Nhưng mà thơ gửi mẹ này thế mình thấy hay thật đấy.
Trời ơi, mẹ ngồi kia. Mẹ ngồi kia, mẹ không còn nữa. Mẹ ngồi kia, mẹ có nghe không mẹ ơi? Bài này bài thơ đau khổ viết ở suối La La đây, gửi cho người yêu mình không đọc đâu nhá. Nó buồn cười lắm. Thơ đau khổ. Có biết hay không nhớ những ngày, một ngày chủ nhật sáng hôm nay. Viết thư thăm Ngọc, mang đi gửi, nhưng chẳng tới nơi, xé mất rồi. Đừng mong thư nữa Ngọc ơi, để cho tôi bao nhiêu đau khổ. Khổ vì gia đình, lại khổ vì thân. Cái gì mà khổ vì thôi không nói đâu, nó buồn cười lắm. Trời ơi, mơ này. À, cái bài thơ mơ các bạn nhé. Mơ thuở còn thơ tôi mơ vào bộ đội, thành chiến sĩ lên đường đi đánh Mỹ, mặc bộ quần áo xanh màu giản dị. Đến hôm nay toại nguyện ước mơ, tôi bước đi trên quãng đường dài, dù gian lao bão táp phong ba, tôi vẫn vững vàng mà đi tới nơi quê hương đất lửa anh hùng, về đây gieo màu xanh cho đất nước, nơi khe xanh tổ quốc vẫn đang cần. Sepol ơi dòng nước chảy quanh, đây là mình biết là khe xanh, nhưng mà nó mình ở cái dòng sông Sepol. Cái dòng sông Sepol hay ai ở trong Quảng Trị thì biết là cái dòng sông Sepol các bạn ạ. Sepol ơi dòng nước vẫn chảy xanh như muốn nhắc lòng ta hăng chiến đấu. Tôi tạm biệt quê hương yêu dấu, xa tình thương xa người mẹ hiền lành, xa xóm xa làng xa lũy tre xanh. Rồi ôi nhớ đến lũy tre xanh quá. Ngày đêm chim ríu rít, ríu rít trên cành. Hôm nay đây sống dưới trời Quảng Trị, có đoàn rồi tôi phấn đấu đảng nay mai. Trời ơi, đòi phấn đấu đảng nay mai có mà phấn cho cha mẹ già thỏa lòng mong đợi, để trở về với sông sông nước yêu thương. Lao Bảo, ký tên Lao Bảo đây các bạn này, biết là Lao Bảo. Lao Bảo khe xanh. Khe xanh Lao Bảo là đây đảng đưa ta đến nơi này đón xuân. Mình nhớ mãi ông cái anh chính trị viên trưởng, ông ấy làm thơ cái Tết. Ước này, làm bài thơ ước này, dở hơi này. Ước tôi ước mơ vào đảng như ước mơ chiến đấu, tâm hồn tôi bao điều nung nấu, nung nấu, nung nấu. Mơ gì đây và ước gì đây, để ai biết được lòng tôi đó. Tôi có đảng. Thôi 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 thôi, mơ vào đảng xuất ruột. Nghe nó buồn cười. Nhật ký nhiều lắm nhưng mà viết đọc buồn cười lắm, mình không đọc đâu nhá. Những bài thơ nào hay hay thì mình đọc cho các bạn nghe thôi. Nhật ký nhiều lắm, viết nhật ký đi, nhật ký viết từng ngày này nhiều lắm nhưng mà mình không đọc đâu. Trời ơi, nhanh thế không biết được. Tôi ra đi tuổi chưa tròn 18 đấy. bài thơ cũng làm nói đến người bạn trai nhé các bạn nhé. Bạn trai cùng xóm thích mình nhưng mà bà mẹ không thích. Nhưng mà đúng là duyên số thôi các bạn ạ. Bài thơ thì mình viết đọc đọc một ít nha. Đây, thơ này. Ôi trời ơi, sao mà thời gian trôi nhanh thế. Mình vẫn nhớ ngày xưa hai đứa mình còn nhỏ cùng cắp sách đến trường. Hòa bảo bước khẩn trương. À đây không không phải bạn trai mà bạn gái, tên là Hòa. Hòa bảo bước khẩn trương, kẻng đã vào lớp đấy, đây là đi học. Mình cứ đi chậm trễ để thoát giờ kiểm tra. Học dốt các bạn, học dốt thì đi chậm trễ để thoát cái giờ kiểm tra này, vào vào đầu giờ thì bao giờ cũng kiểm tra mà. Đi vào đội rồi đây bắt đầu ngồi viết, thì viết là Lao Bảo đây, ký tên Lao Bảo. Mới bước chân vào vào nhà cô giáo gọi tên Hòa, em lên bảng trả lời. Hòa chẳng biết làm sao.
đều dúi quanh em mệt. Thế là cô cho chịu, hòa thoát được một lần. Thế rồi cứ như thế, cho đến hết kỳ thi, hai đứa đã trưởng thành, mới tình tính chuyện ngành nghề. Mình và Hòa bàn nhau, chúng ta đi học máy. Một hôm mình và Hòa xuống kế, mình lai Hòa hỏng xe, về bị thầy mình chửi, về bị thầy mình chửi. Mình tức quá, Hòa ơi. Nhưng sau rồi ước mơ nó không là sự thật, hai đứa mình thất vọng vì kinh tế gia đình. Sau mình lại tính sang, mình sẽ đi bộ đội. Từ nay tôi tạm biệt, rời mảnh đất quê hương, mình sẽ bước lên đường, bước một hai oai thế. Thơ thẩn, thơ trẻ con còn cười quá. Còn mình hòa ở lại, đây là bạn gái tên là Hòa các bạn ạ. Mình thì đi bộ đội còn bạn ấy ở lại. Sau tính chuyện chồng con, còn mình ở chiến trường đánh tan quân xâm lược ấy, viết ở sông Sepol. Thơ thật. Ây trời ơi. Nhiều lắm, viết buồn cười lắm. Đọc xấu hổ. Ê. Ê, thơ này. Lòng mẹ. Tối nay 30 Tết, mẹ ngồi bếp nhớ con còn ở chiến trường. Mẹ ơi đừng mong nữa. Nồi bánh vẫn đang sôi. Mẹ ngồi mẹ kể chuyện với những đứa con, em con. Chúng nó âu yếm hỏi: "Mẹ ơi, thế chị Khánh, Tết chị có về không?" Mẹ lắc đầu không nói, nước mắt đã rưng rưng. "Không, chị con không về vì ở chiến trường xa. Chị con về sao được?" Thế là mẹ ôm em, mẹ ngồi mẹ khóc mãi. Thế rồi em tôi bảo: "Mẹ đừng khóc mẹ ơi, Tết năm nay chị về." Mẹ lại đun nồi bánh chưng, chẳng nói được nên lời. Đấy, vừa ngày nào ấy, đưa gói bánh chưng, đưa nấu bánh chưng với mẹ mình đã mất gần 10 năm nay rồi. Trời ơi, thời gian trôi nhanh quá các bạn ơi, những ký ức tràn về. Thuở nhỏ mà bây giờ, ôi rồi nhiều khi bận công bận việc mình chẳng bao giờ mình dở ra đâu nhé. Hôm nay mình mới nói về đời lính ấy, bắt đầu mình mới lôi ra mình xem đây. Cái gì thôi mẹ không khóc. Ngày Lao Bảo ngày 12 tháng 3 năm 75 các bạn. Cái gì đây, buồn đây này. Ôi dồi ôi này, bạn nhìn này, buồn thương nhớ mẹ. Buồn thương nhớ mẹ. Hôm nay ngồi trên đất Lao Bảo Trường Sơn đây mà lòng thấy luôn nôn nôn nao hay là lôn lao, vì tôi thương nhớ mẹ. Mẹ ơi mẹ có biết con đang khóc đang buồn vì nhớ thương mẹ quá. Mẹ ơi mẹ đừng khóc để con khỏi buồn rầu. Ngồi cạnh chiếc máy khâu không sao khỏi khóc được vì nhìn ra cửa sổ con sông vẫn êm đềm. Ngồi ngồi chiếc máy khâu là mình đang ở trong Quảng Trị đấy. Khe xanh Lao Bảo đấy. Con sông êm đềm là cái, không biết là sông sông Sepol hay là cái con suối Na La đây. Như nó muốn nhắc con: "Thôi đừng buồn nữa nhé. Mẹ đã tươi cười rồi, mẹ không còn khóc nữa." Cái làm thơ về mẹ. Nhớ mẹ. Ôi trời ơi, mẹ ngồi kia biết mẹ có biết con đang đọc đang nói gì không mẹ? Mẹ sống khôn chất thiêng, mẹ phụ hộ độ trì cho con nhé mẹ ơi, con khổ lắm cơ. Con nhỏ đi học này. Xuân Giáp Dần.
Xuân Giáp Dần viết 30 Tết năm 74. Xuân về hoa nở khắp rừng, đón xuân Giáp Dần trên đất Trường Sơn. Tết này là Tết đầu tiên à. Tết này là Tết đầu tiên tôi ở nơi này, tôi cũng đón xuân. Tết 30 Tết. À, tối 30 Tết quây quần xung quanh nồi bánh, bụng thầm nhớ u. Xung quanh nồi bánh, bụng thầm nhớ u. Tôi về tôi viết bài thơ để làm kỷ niệm ở vùng Khe Xanh. 30 Tết năm 74, Tết đầu tiên ở Khe Xanh các bạn. Ôi cái này mới là hay, giá trị. Còn nhỏ đi học, em vẫn nhớ ngày xưa, em và anh cùng học, chuyện xích mích cãi nhau ở cầu cua đấy đó. Cầu cua này cái tên cái đường ấy. Thế rồi em và anh giận nhau cho hết học. Ngày 19 tháng 5 năm 72. Sao này ngày 19 tháng 5 năm 72? Đi A à, đúng rồi. Ngày 19 tháng 5 năm 72 là đi thi học về. Đi thi hết cấp về. Đến chỗ nhà anh Lương. Anh bảo em ngồi ngồi lại, anh sẽ nói thầm cho. Em không nghe, cứ đứng lằng nhằng đòi đi về. Xong anh bảo cái gì. Thôi thôi đọc buồn cười lắm. Các bạn xem, các cháu xem mà nghe buồn cười chết. Cười mình chết. Thơ thơ hoàn thơ cục những mùi phân, thơ nhẹ đôi vai nặng đũng quần. 16 tháng 4 à 16 tháng 6 năm 74, mùng 10 tháng 7 năm 74. Nhập ngũ. Nhập ngũ ngày 23. Nhập ngũ ngày 23 tháng 8 năm 73 đến mùng 10 tháng 10 chuyển sang C5 vào Trường Sơn ở Quảng Trị. Làng Vây. 15 tháng 11 năm 73 đến 24. Đến 24 tháng 6 năm 74 chuyển lên trung đoàn là cái gì? Đan Cót. Đến 21 tháng 7 năm 74 chuyển sang hậu cần làm thợ may trung đoàn 73 ở Lao Bảo, có dòng sông Sepol và bên cạnh là đường 9. Đường 9 năm nào đấy các bạn? Đường 9 năm nào hay năm nào? Làm bài thơ đón xuân này. Nay xuân Ất Mão đã về, mọi người phấn khởi tưng bừng đón xuân. Tối 30 Tết vui mừng, hái hoa dân chủ cười lừng Khe Xanh. Với lên em hái cành này, mở ra sẽ chúng chị hành. Cái gì? Chị Hoàng cái gì? À, thôi cho qua, mình đọc mà, mình viết mà không đoạn được. Thế là tất cả cười vang hội trường. Tiết mục tiếp diễn Bích Phương trình bày. Nhìn lên vẫn thấy bác cười. Ánh điện chiếu sáng lại đèn lê ông. Hái hoa đến tận nửa đêm. Nghe bác tôn chúc Tết xong giải tán. Cuộc đón xuân đến đây là đã hết. 30 Tết năm 75. Bác tôn chúc Tết. Làm hoa này, bài thơ làm hoa này. Làm hoa giấy ấy các bạn. Cái hồi đấy là toàn đi làm hoa giấy chứ làm gì có hoa hoa tươi. Lê ơn trắng khoe màu tinh tiết thược dược. Tinh cũng khoe màu chung thủy. Hoa hồng đây ta cũng thủy chung. Đua nhau ta nở rộ cùng. Tưởng rằng hoa thật hóa ra hoa làm. Do tay Vân Khánh, Thúy Thanh. Tối 30 Tết vẫn còn làm hoa. Thược dược đây cũng có ta. Lê ơn đỏ ra đây với nàng. Hồng kia tỏ tình à, cái gì? Kiên trì. Hồng kia tỏ tình à, cái gì kiên trì à? Hồng đây tinh khiết được
vàng thật thất vọng, dược vàng thất vọng, bó thành bó hoa tươi, mang lên hội trường ta sẽ liên hoan, đón xuân Ất Mão vui mừng Trường Sơn 30 Tết 10 năm. Từ ngày đi bộ đội đến nay tôi đã biết được nghề may, làm hoa, đánh tranh, rút rơm, đan cót. Đánh tranh là cái đi cắt cái cỏ tranh về xong rồi đánh thành phên đấy các bạn. Lập nhà ngày mùng 10 dương tức là 30 âm. Đây này, viết nhật ký rất là nhiều các bạn. Đây, cái quyển này, quyển nhật ký của mình viết ở trong Trường Sơn đây. Đây nhưng mà không nhìn rõ, mình ghi này. Rồi lâu lắm lắm rồi các bạn ơi, 47 năm rồi, 47 năm đi lính ở cái quyển này nó rách thì mình để ở nhà em mình nó xé lung tung. Ở cái quyển này trong này có rất nhiều những cái lưu niệm mà của những cái đồng chí đồng đội mà xa nhau ấy, xong rồi viết nhá, viết rồi là cho địa chỉ khóc như mưa ấy, yêu lắm. Nhưng mà nó xé hết rồi, không còn là cái dòng nào mà của các cái đồng đội mà người ta cho mình địa chỉ, cho địa chỉ rồi hẹn ngày về gặp lại rồi khóc nóc rồi nhiều lắm, mà không còn một cái ngày, không còn một một của người nào nữa, em mình nó xé hết, bức thế chứ nhỉ. À đây, cái tờ này là cái gì đây, để mình xem cái phía bên này là cái gì đây. Vân Khánh em thương, à trời ơi các bạn nhìn này, mình đọc cho các bạn cái bài này là một cái của anh ấy viết thư cho mình. Nhưng rồi giờ chắc anh ấy không còn nữa. Đây, chữ rất là đẹp nhé, anh ấy viết mình đọc rất là tình cảm này. Lao bảo anh ấy chuyển đi rồi, ngày 16 tháng 12 năm 74 anh ấy chuyển đi rồi, anh viết thơ viết thư cho mày cho mình này. Rồi hay quá, nhớ quá. Các bạn nghe nhé. Vân Khánh em thương, sắp phải xa em thật rồi Khánh à, điều ấy phải chịu và em không muốn, nhưng thực ra hôm nay chị phải, à không phải là con trai con gái. Hôm nay chị phải xa Khánh, xa đứa em gái bé bỏng của chị. À, cái gì, em đứa em giàu nghị lực, chữ đẹp lắm các bạn ạ. Chị này quê Thanh Hóa, hơn mình mấy tuổi thì bây giờ năm nay cũng ngoài 70. Đứa em bé bỏng của chị à, nghị lực trong cuộc sống và không chùn bước trước một khó khăn. Đứa em vui tươi hồn nhiên của chị Khánh ơi, biết làm thế nào được. Lúc mới quen nhau thì mà chẳng muốn sống cùng cái gì, vẫn cùng nhau mãi mãi, cùng nhau mãi phải không em? Nhưng cuộc sống quân ngũ là vậy, tuổi trẻ của chúng ta được sống là vậy, làm việc trong thời đại mới ai cũng có một ý nghĩ cao đẹp là phụ nữ quê hương tổ quốc, nên chúng ta lại muốn bay xa tới một miền của tổ quốc để cống hiến được nhiều hơn. Từ quê hương quan họ xa xôi, em đứa gái đi làm nhiệm vụ từ đất Thanh, chị cũng như em, mình là quan họ xa xôi, còn chị ở Thanh Hóa thì chị biết là mình, chị là đất Thanh. Chị cũng như em và tình nghĩa chị em trong cuộc sống là bộ đội đã tạo cho ta một tình cảm thiêng liêng của mối tình chị em. Từ đồng chí đồng đội trước lúc xa em. Trời ơi,
Hay thế. Chị không nói nhiều được với Khánh. Giữa Chí và cái gì? Giữa chị và em hiểu nhau, chị em hiểu nhau trong mỗi cứ và cái gì làm phải không em? Biết viết gì đây cho em. Trước lúc chị xa xa em, Khánh sống vì vì nhau thôi, vì sống vì nhau thôi. Thời gian chỉ mấy tháng, thời gian sống sống cùng nhau chỉ mấy tháng, gần chị và em đã có một sự thông cảm giúp đỡ nhau, thương yêu đùm bọc cho nhau trong cuộc sống, những kỷ niệm đầm ấm yêu thương, những lời tâm sự của chị em mình chắc gần đây không còn nữa, chắc gần đây không còn nữa, và biết lúc lúc nào được gặp em nữa. Buồn lắm Khánh. Khánh ở lại, chị tiếp tục mới một phương trời khác, có lẽ không còn dịp gặp lại được em gái thân yêu chị. Còn mang tình cảm chị gì mang tình cảm chị em ta được đằm thắm, và quãng thời gian sẽ được gắn lại, ta lại gặp nhau trên cánh cái gì chiến thắng em nhé. Xa đứa em gái quê hương quan họ, chị không biết nói lên và thời gian nào nữa. Ê, xé hết rồi. Đây cũng lại có nhật ký đây các bạn. Có một số nhật ký xa nhau đây, nhưng mà chắc là cái video này mình dừng thôi, dài rồi. Lần sau mình lại đọc tiếp cái nhật ký nhé các bạn nhé. Nhật ký các bạn, các chị gửi cho mình. Rồi nhật ký viết xong rồi hay lắm nhá. Đi nghe là khóc thướt, sướt mướt ấy. Có ít nhật ký thôi, nhưng mà video dài rồi các bạn ạ. Nhà thằng em mình nó xé hết. Ok nhé, hẹn các bạn là video sau nhé. Video này mình dừng thôi. Các bạn là nghe lại nhật ký của mình nó cũng vui cũng hay đúng không? Bye bye các bạn nhé, bye bye.